Mình ăn sáng xong rồi mọi người, bây giờ mình sẽ đi đi dạo dọc theo cái ngôi làng nhỏ này nha các bạn. Đây giống như là cái dốc đi xuống đó, và có cái hướng đi lên trên đây nữa nè. Mình sẽ đi xuống đây. Ở bên kia có cái nhà thờ kìa các bạn, có cái nghĩa trang của nhà thờ phía bên ngoài á. Tốt đây. Một. Đó. Cái nhà này nhỏ xinh lắm mọi người, cái nhà này có trồng hoa bên ngoài quá trời luôn nè, trồng hoa dọc theo cửa sổ. Những ngôi nhà bằng đá này có tuổi thọ chắc là lâu lắm rồi đó các bạn. You cannot get in there no. House. Đây có cái lối đi lên cầu thang nè mọi người. Con hẻm nhỏ Hẻm thủy nhỏ dẫn vào ngôi làng nhỏ. gần lắm nhỏ Cái khung cửa sổ, trong khung trang cửa sổ sổ cái nhà ở bên trong cái nhà nó có những cái đồ vật nhìn nó độc như lạ nha. Đây là bên trong cái hai nhà của chất người ta, đông hơi có gió cũng hơi lạnh lắm mọi người. Trên đây giống như trên cao rồi. Đây nè, đây có cái nhà ở phía bên ngoài treo ha, rồi có mấy cái ghế ngồi ngoài cửa nữa nè, trời nắng xuống ngồi phơi nắng uống trà. What? I know this is hanging bucket, I mean what's there? Cái giỏ hoa tím dễ thương chưa? Đây nè. Đây là trong cái nhà có cái cổng nhỏ đi vào. Ở đây người ta cho thuê nè mọi người, cho thuê khách ai mà đi đến đây tham quan nghỉ dưỡng thì thuê những cái căn này ở được nè, rất là dễ thương. What that is next to the door, What? down there, the white thing. Ừ. That's when they used to deliver the milk. They bring the milk in a bottle and they put the bottles in there. À. Yeah, that's what I used to do. Tony nói cái này nè, cái trắng trắng nhỏ nhỏ đây mọi người thấy không, để ngay trước cửa đó, để khi mà người ta giao sữa. Ở Anh có một cái truyền thống ngày xưa là sẽ giao sữa mỗi ngày đến trước cửa nhà, nhưng mà bây giờ thì người ta đi siêu thị mua thôi, mà một số nhà vẫn còn dùng cái dịch vụ là giao sữa để mỗi ngày người ta có sữa tươi uống đó mọi người, là để trong cái sọt đó đó, những cái chai sữa sẽ để trong đó đó. Cái ngôi làng nhỏ này rất là yên bình luôn, rất là yên tĩnh luôn mọi người, đúng là một nơi đáng sống, không có tiếng xe cộ ồn ào và cũng không có ô nhiễm. Đây nè. That used to be a door for the girls to go into school. Cái nhà này từ năm 1873, lâu rồi cho mọi người. Bên khung cửa sổ, khung cửa sổ là mình thấy bên trong như là nhà bếp á, bên trong có mấy cái đồ dùng nhà bếp. Bên đây là có một cái trường học nè mọi người, là trường học ngày xưa, bây giờ thì không còn là trường nữa, tại vì người ta nói là trước cũ ngày xưa là cái trường, nhưng mà ở cái căn này là để cho con gái thôi, trường cho con gái, không biết là con trai thì chỗ nào, nhưng mà ở đây thấy là để cho con gái. Đi xuống đây mình nghĩ chắc là trường học ở dưới đây nè, tại vì nghe tiếng trẻ con chơi đùa dưới đây. Ôi thấy ở bên cái bức tường này để rất là lâu luôn rồi nè, năm 1000, năm 1684, mấy trăm năm rồi hả mọi người, lâu rồi chưa, xưa cổ. This is the house, this is school.
There's a man that lived in this town many years ago, and he was a cloth merchant. Cloth meaning fabrics. And he was wealthy. So what he did was he opened a school here. That's his name, John Brabin. That's why his name is on there. Because this used to be a school a long time ago. And he opened the school to give local kids education. Above the door tells you the year the house was built, 1873. Yeah, I see it. So there you go. So these three houses, right, 1, 2, 3, were opened in 1684. Again, the man died in 1683, and it was for looking after the poor people. So it was a place for them to stay and live. That's what these three houses did. 300 years old. Cái nhà đằng đó là cái trường đó, với lại cái nhà này nữa. Như vậy là cái trường của dành cho con gái đằng đó đó mọi người. Với lại cái nhà này là khoảng từ năm 1684 đến nay là khoảng gần là 339 năm rồi đó mọi người. Rất là lâu rồi ha. Bởi vậy cho nên là mình nhìn cái bức tường là mình có thể nói là cái nhà đó xưa, tại vì cái người ta làm bằng đá nè, những cái tảng đá to đó. Là xưa lắm rồi. Mình cái ngôi làng, mình cảm giác cái ngôi làng này cũng là cũng xưa. Bên đây có căn nhà này cũng là cái nơi để cho thuê đó các bạn. Thuê để ở. Ai mà đi du lịch đến đây là có thể thuê ở đây. Đây, trẻ con quá trời nè. Ở đây là cái trường học của ngôi làng. Trường học chính. Trẻ con từ ở trên núi rồi ở trên heo hút ở trên kia đi xuống đây cũng xa đó chứ bộ. Nó có gần đó, lúc nãy mình đi xa trên kia là khoảng cả chục cây số luôn. Trẻ con tất cả tập trung về đây đi học ở đây. Đây giống như là trường cấp 1. Trường cấp 2, cấp 3 ở đâu thì mình không biết, mình thấy trường cấp 1 ở đây nè. Bên khung cửa sổ này có hai chậu hoa đẹp quá nè mọi người. Hả? Ở trong cái xóm trong kia cũng có những cái căn nhà, nhưng mà mình sợ là không biết có vô đó được không, cho nên là mình không có dám vô nha mọi người. Mình chỉ đứng ở đây thôi. Oh, the dog. Is it the dog? I just saw it then. Hey. Con chó. Cái con chó nó nằm nó nhìn mình cái đấm đuối luôn kìa. Hello. Ôi trời. Cái nhà này từ năm 1675 rồi mọi người. Lâu đời quá ha. Filming outside the house and putting the camera through the window by myself. So. Another pub. What's up, M Cafe? Post office, look. We go in the shop. What's up? Pardon? What is up in there? It says shop and cafe. They don't. Here they don't. Place to buy like tea and coffee and milk and stuff. Here they don't have like a. Trên này cũng có một cái lối nhỏ. No, look. They don't have like the Chipping Brook Bridge. It's got. Yeah, look. Ở bên hông nhà mọi người thấy không, có một cái nhà nhỏ nhỏ cho con chim nó ở nè. Người ta để cái nhà đó cho chim ở. Với lại đây nữa nè, bên ngoài cửa sổ nè, người ta để cái đậu, hạt đậu hay là hạt thóc gì đó cho chim nó đến nó ăn đó mọi người. But now these are where people live.
cái nhà này cũng có một cái vườn hoa nhỏ xinh. Đây, đẹp quá ha. Cái hoa này, cái hoa Cosmo này ở nhà mình cũng có đó nè. Dễ thương quá. Cái làng này cũng nhỏ chứ không có lớn, mọi người cũng không có nhiều nhà, chỉ có bao nhiêu đó thôi đó. Có hai cái con đường chính là cái đường lúc nãy mình đi với cái đường bên đây vậy thôi. Ở đây giống như là có cái tượng đài tưởng nhớ nè. Đó, xung quanh là nãy giờ bao nhiêu đó thôi, mình cũng đã khám phá hết cái ngôi làng này rồi. Bây giờ thì lên xe đi tiếp nha mọi người. Đây có một cái nhà thờ nè mọi người. Nhà thờ trong ngôi làng nhỏ. Cho dù là ngôi làng nhỏ, làng lớn gì thì chỗ nào cũng có nhà thờ mọi người. Tại vì bên đây người ta ở cái đạo Chúa này nè. Đa số. Ở xung quanh nhà thờ lúc nào cũng có nghĩa trang bên ngoài mọi người. Nói như mọi người thấy đồng hồ 2:30 rồi đó. Bên đây. Cái ngôi làng có chút xíu vậy thôi đó. Nhìn cái nóc nhà nè, mọi người nhìn nóc nhà nè. Không có nhiều nóc nhà. Có ít, rất là ít nhà trong ngôi làng này. Đây thì mình thấy có một cái cửa hàng bán đồ giống như là đồ rau quả hay là đồ những cái đồ ở trong cái làng này đó mọi người, giống như cái tiệm tạp hóa vậy đó. Đây nè, thấy ngon chưa, hành, bắp cải, hành lá, cà chua ngon quá, cà chua trái to lắm đó mọi người, một cái cùm tay luôn á. Trên đây cũng có bắp cải nữa nè. Ở đây có nấm, có bắp cải, có cái củ cải quá trời to. Cái này giống như củ dền quá phải không mọi người, to quá trời luôn nè. Mà không biết là mua cái đó về làm gì ăn nữa. Okay. Hello. Hi. Nhiều trái cây lắm. Ơi, có cái bơ này tươi quá, mà cái bơ này chưa có chín. Dạ. Xa lắm. Ôi, đây có cái củ nghệ. Đây có nghệ nè mọi người. Củ nghệ. Ở đây có cái hũ mật ong nè mọi người. Thấy là nói là mật ong anh, cho nên mình sẽ lấy một hũ. Honey, I want the honey. Honey, yeah. I want the honey. You want some honey, yeah? English, yeah, honey. Put it over there. Yeah, put it over there. Lấy cái hũ mật ong đó đi. Thì cũng có nhiều cái loại sếp. Anh cái mấy cái này nè, giống như là cái pasta đó, giống như cái loại nuôi của mình gọi là nuôi đó. Thấy cái này có nhiều cái hình hài nó đẹp, màu sắc đẹp quá nè. Cái này chắc Kichi sẽ thích lắm luôn đó. Đẹp quá. Mua cái này về nấu cho chị ăn. Ở đây có nhiều cái loại lắm mọi người. Có cái cọng dài dài này nữa nè. Ở đây là cái này người ta làm từ rau củ nè các bạn. Đây có quầy thịt tươi. It's £4.90. I don't know why that's come up. Is that all right? Yeah. Yeah. Your yeah. Teeth are amazing. Thank you. It cost a fortune and all. Still paying for it. Where did she get them done? She got them done back home. It was Vietnamese. Right. So she got them done back there. It's a lot cheaper getting them done there than here. Yeah. I'll tell you that. Yeah. They are like that. Yeah. Có những cái cam này không biết là nó ngọt không nữa.
Cô nói ở cái những cái đồ trong đây là organic hết đó mọi người. Táo này thơm lắm nha, mình sẽ mua ăn thử. Cảm giác rất là giòn luôn. Mình mua thêm cái củ gừng này nữa nè. Này có nhiều cái loại bánh nhìn ngon lắm nè mọi người. Này bánh đậu phộng. Này These are like local made biscuits here, huh? Này giống như là bánh nhà làm. Bánh của cái nơi này nè. Mình không biết cái loại nào ngon nữa ta. What would you eat, honey? Mình sẽ mua cái bánh gừng nha mọi người. Chili in the box. Got two in the box, so yeah, they have. Two in the pack. Two in the pack, that's fine. Right. So we have. Rồi, mình sẽ lấy cái bánh gừng này. Ok. Bây giờ cũng 3 giờ chiều rồi đó mọi người. Bây giờ mình sẽ đi về để kịp giờ đón Chi Chi nữa. Hôm nay là chiều thứ 6. Thường thì chiều thứ 6 sẽ giao thông sẽ bận hơn là những cái ngày khác. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để đón xem những video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Bye bye!